Anh em nha, hôm nay mình lại tiếp tục bộ môn cá rô anh em ơi. Trời nó hơi chói nắng cho nên nó hơi nhăn nhăn mặt, chút anh em thông cảm nha, chứ tám cũng dễ thương lắm. Điểm này thấy ngon quá nè các bạn, chinh bích đồ thấy cá nó cũng ục cũng nhiều. Rồi mời anh em cùng đón xem với tám ha. Hôm nay mình sẽ dùng tí dầu dụ thôi các bạn. Đây là trong cái đám lục bình nè các bạn. Cho nên cá chắc có thể là cá nó cũng không có được nhiều như ở ngoài, cho nên mình phải sử dụng chút xíu dầu dụ. Rồi anh em đón xem kết quả ha. Thường là cái dầu này khi mình đánh là thường là chỉ có cá lớn nó mới vô nhiều thôi nha các bạn, chứ cá lớn cá nhỏ thì mình không biết sao, chứ thường là mình đánh cái dầu này là hổm dài mình tính thử là những con cá lớn nó mới vô nhiều. Các bạn nhớ lắc đều lên nha, cái này là cái bài mồi dầu số mỡ dầu nhẹ của mình đó các bạn. Rồi ha, mình sẽ thử lẩu ha các bạn ha. Các bạn thử thử dầu, các bạn cũng có thử ít thôi nha, đừng thử nhiều quá. Thử nhiều quá nó vô nó sai các bạn. Cục cỡ này là được rồi ha. Mình sẽ thử. Thấy vừa dục xuống là có cái màng liền hả các bạn? Đó. Các bạn thấy nó đẩy nè, cái màng dầu nó đẩy cái mấy cái dơ cặn, mấy cái bề nổi trên bề mặt nó đẩy dạt ra hết á. Hy vọng là điểm này sẽ có cá lớn các bạn. Rồi chúng ta xả một hai cái mồi đơn giản không nữa, cái rồi chúng ta sẽ đánh ha các bạn ha. Chưa vô cá nó hơi nhát, cả em dọc ngoài không chưa dám vô lỗ. À, cá ăn nha các bạn. Chờ nãy giờ đó. Nó nè các bạn ơi. Dữ vậy. Lớn thì nhỏ mà quậy dữ vậy. Trời ơi con cá. Trời ơi quá đã các bạn ơi. Ồ à. Ồ quá đã các bạn ơi. Bạn coi nè. Con cá sướng ghê không nè. Đó ngộ con cá nó mập ú mà nó bự. Trồng quay luôn các bạn. Cá không nhận cá ở Đồng Tháp này cá dữ dằn thiệt chứ. Đậu lộ đám nào cũng vậy, cá mập ú trồng quay luôn nè. Nè các bạn coi nè, con đầu tiên mà khai đao, con đầu tiên mà đã không các bạn. Quá sướng. Đó rồi các bạn coi mình cầm nè, hở cái bàn tay ra luôn. Nè các bạn coi đúng chánh cống cá đồng luôn nha các bạn. Quá đã luôn. Móc lẩu vô đẩy xuống ăn liền các bạn ơi. Mới cái cục mồi thứ thứ hai là đã ăn rồi. Quá sướng. Sáng sớm xuống là quýnh một con mập ú liền các bạn, móc lẩu rồi. Mới cục mồi thứ hai là nó đã vô rồi. Qua nay qua thì vô kênh kia cá nó không lớn lắm nhưng mà cá mập lắm các bạn, mà cá quá trời cá luôn. Cái đó bữa nào quay lại đi kiếm mớ cá về đưa nào đi đánh số lượng chứ mình thì mình nói thật với các bạn, mình không có thích số lượng, mình chỉ thích chất lượng thôi, cho nên là mình không làm biếng câu kênh đó, để bữa nào mà quả quá, bữa nào mà đói cá quá mình quay lại. Rồi tiếp tục nha.
cá ăn nha các bạn. Vậy lo đi hứng nước cá mà nó ăn nó lòi các bạn ơi. Nó ăn nè các bạn ơi, nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi. Nữa rồi các bạn ơi. Ô trời ơi. Quá đã các bạn ơi. Sáng sớm vô mà gặp hai con. Hai con hai lỗ các bạn ơi. Quá dữ quá dữ quá dữ. Rồi, quá đã. Trong này cái kẹt kho lấy cá mà các bạn thông cảm nha. Rồi, quá đã các bạn ơi. Các bạn thấy con cá nè. Con thứ hai nè các bạn. Mới sáng sớm ra được hai con rồi đó. Thôi rồi con nào cũng lấy. Móc lỗ xong rồi các bạn coi nè. Nó có khác gì hụt mít đâu các bạn. Ôi rồi, quá đã luôn. Nè các bạn thấy mình cầm hở cỏm ra cái tay luôn nè. Quá đã luôn. Quá sướng các bạn ơi. Mình thích câu cái lưỡi nó hơi lớn vậy nè các bạn. Nó hơi hao mòi chút xíu. Nhưng mà cái mình đụng cá lớn là nó khó có xảy lắm các bạn. Chứ còn bạn quýnh lưỡi nhỏ thì nó ít cái hao mòi. Với lại con cá dù sao nữa cái lưỡi nhỏ thì con cá nó cũng dạn ăn hơn. Nhưng mà mỗi lần đụng cá lớn là khó bắt lắm các bạn. Mình chỉ đánh cá lưỡi lớn thôi. Còn anh em nào mà thích đánh lưỡi trung bình với lưỡi nhỏ thì các bạn đánh số 9 là được. Ăn liền nha các bạn, để xuống ăn liền các bạn ơi. Chết tôi rồi các bạn ơi. Ô trời ơi, đã quá. Chưa kịp quay cận cảnh cho anh em coi nữa. Quá đã các bạn ơi. Review cận cảnh cho anh em coi nữa. Hơi cháy nắng mặt trời nha các bạn. Bạn thông cảm nha, tại vì cái hướng này nó hơi bị cháy nắng mặt trời. Cá u nu cũng nặng đã ghê mà không bằng hai con nãy các bạn, cũng to mà không bằng nãy. Để xuống chưa kịp canh phao cho các bạn thấy cái là nó đã ăn rồi. Cá ở đây nó không ăn thôi, nó ăn là cá bự không à. Wow, các bạn thấy con rắn đâu bạn ơi. Đang câu một con rắn đâu đây nữa nè. Ồ, con rắn về thon luôn các bạn ơi. Ghê không? Ở đâu mà ra trùng mai nó bò im ru ghê không? Không biết rắn gì. Rồi, tiếp tục thôi anh em ơi. Chưa nó ăn liền các bạn ơi. Ồ, để xuống ăn liền các bạn ơi. Nhắm rồi. Ngậm rồi các bạn. Ôi trời ơi, cá bự nữa rồi. Ôi trời, cá gì vậy? Ôi trời. Cái... Ôi trời ơi, xảy rồi các bạn ơi. Nó dướng cái nhánh trà mình không có lợi dở lên liền. Xảy con cá gì mới bự ghê các bạn ơi. Mình câu trong lùm trong trà thì nó có cái lợi thế là cá lớn hay trốn trong đó. Nhưng mà cái xác suất xảy cá nó cũng rất cao lắm nha các bạn. Cá nó trốn trong mấy cái lùm trà lùm đồ mình phải bỏ sâu vô trong.
ăn nha các bạn ơi. Nó ăn rồi các bạn ơi. Có gì phụ trà ơi, mấy em tưởng nó gãy cây cần luôn. Quá đã các bạn ơi. Mới xảy con là bù lại con này cũng được các bạn. Cá ngon lắm các bạn ơi. Cá rô quá đã luôn các bạn ơi. Cá nè, nó không ăn thôi, nó ăn là con nào con lấy nó trồng quay như cái hộc mít vậy các bạn. Mập ú luôn rồi các bạn ơi. Giật luôn, ấy da. Giật cái nghe nó cọc cọc vậy. Sướng gì đâu. Quá đã. Nay sáng giờ ra là gặp toàn là cá to không các bạn. Câu trong cái lùm mình mới xảy con cá bự ghê mà không biết cái gì. Khó lấy ra quá. Mình xả xuống cái lỗ miếng xuống kiến dụ nó lại giữ chân nó lại. Cá nói chung là nó cũng nhiều, có nhiều, với lại ở đây không ai câu các bạn. Nhưng mà mấy con cá lớn đó, nó vô nó khôn lắm các bạn ơi. Nó vô nó cứ lâu lâu cũng rỉa cái, lâu lâu rỉa cái nhịp cái à. Mình phải kiếm cái trứng kiến eo á. Các bạn lựa cái trứng mà trứng con già đó thì càng tốt, nó sừ sừ ra đó, trắng trắng sừ sừ ra thì nó lại nhạy hơn. Nha các bạn, ngậm rồi các bạn ơi. Nó ăn nè. Sao mới giật nghe cái cọc dính với cây cái gì á. Quá đã các bạn ơi. Ô đen thôi, quá đã. Đã các bạn ơi. Giờ thọ con này không có mập nhưng mà cũng ngon các bạn, mà không mập lắm thôi nha. Quá đã luôn. Có một lẩu mà nãy giờ mình mà bắt cũng nhiều rồi các bạn. Sướng quá. Mình bóc một miếng thôi, mình thảy xuống ngay cái lỗ. Với điều kiện là cái lỗ đó là nước nó không có chảy nha các bạn. Còn nước chảy thì mình phải chịu khó dắt cục mồi mới mình bỏ xuống. Nha các bạn, bình phao nè, đừng nó xảy nữa nha. Ồ, xảy nữa rồi các bạn ơi. Con trong mấy cái kẹt là dễ xảy quá các bạn. Ôi trời 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 trời, đợi xuống, đợi xuống nó ăn liền luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, xuống rồi, chưa kịp chỉnh phao luôn. Ui da. Đúng là cái trứng kiến eo nó lợi hại rồi các bạn. Vô nó lừa hoài mà không ăn. Bỏ cái trứng kiến eo vô là dứt liền nha các bạn. Vô nó lừa còn cả tiếng mà cả 10 phút có các bạn. Mà nó không vô ăn. Mình phải dùng cái chiêu thức là móc trứng eo các bạn. Một cái trứng kiến chúa còn được, hai trứng là để xuống là vừa chưa kịp sống nhợ đó là đã đẩy rồi các bạn. Ồ, và cá dần hất đã ghê không các bạn. Ơi ơi, con này không có nhỏ luôn nha các bạn. Trời, quá sướng không. Quá đã, ngày nay vô mánh rồi các bạn ơi. Móc để xuống là đụm liền luôn các bạn. Thank you.
mới dọn hai cái lỗ cực quá các bạn ơi. Đi hổm dài đi câu cho cũng ăn nha các bạn, ăn rồi đó. Đi đâu các bạn ơi, ui cha, ui cha, ui cha, ui cha, wow, ui cha ơi, con cá rô nái, ôi con cá rô, ô trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, trời ơi. Quá sướng, quá sướng, quá sướng các bạn ơi. Con cá rô này các bạn ơi. Ghê không? Hôm nay mà hôm nay đúng là mình quýnh cái dầu mà dầu vụ cái sặc của mình mà để hôm nay là mình quýnh có hiệu nghiệm quá các bạn ơi. À, các bạn thấy nè, ghê không? Hôm nay là tàn động Hugo không? Trời ơi. Hồi sáng giờ cá ít nha các bạn, nhưng mà cái là đụng là Hugo không, trời ơi. Sướng quá, sướng quá dữ luôn các bạn ơi. Nuốt luôn rồi. Trời ơi, các bạn coi nè, mình cầm nè. Á ơi, giờ mà còn rang, cầm không lẽ giờ gỡ, cầm không gỡ chứ thiệt chứ, nó cầm nó im, nó sướng cái tay gì đâu. Quá đã. Tiếc quá, nó nuốt sâu quá các bạn ơi. Nó vô nó lừa lừa, mới lừa chút xíu mà nó nuốt sâu dữ ghê luôn. Nó nuốt sâu quá à. Tưởng đâu nó cá nhỏ vô, nó cứ lừa lừa lừa, tưởng đâu cá nhỏ các bạn. Ồ, nhanh gọn lẹ các bạn ơi. Các bạn gỡ kiểu này là không có chết cá nha các bạn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Đúng là cái lưỡi này nó hay quá các bạn. Trừ khi là nó không có cái thế để mình giật thôi, chứ còn cá mà nó dính rồi là khó xảy lắm các bạn. Lưỡi này quá hay luôn. Mình bắt một con rồi thì mình dắt cục mồi nó hơi to to chút nha các bạn. Chúng ta xuống, chúng ta bóp vừa thôi, đừng để dập quá. Chúng ta xuống dưới xả là giữ chân nó lại nha các bạn, cho dụ con cá mới nó vô. Ăn nha các bạn. Nó ngậm đó mà mình tưởng là nó ngã rồi. Ô trời ơi, đã quá các bạn ơi. Bạn thấy mình câu chỗ này không? Quá các bạn ơi, nó ăn nó ngậm đó mà mình cứ tưởng đâu là nó nhả rồi, à ngờ nó còn ngậm các bạn. Cá mập ú dần thật ra các bạn ơi, đã quá các bạn ơi. Nay đúng là do
đi câu đụng cá bự không các bạn. Giờ này cũng trưa rồi các bạn, 12 giờ rồi. Để mình review cái lượng cá chút xíu cho anh em coi cái rồi mình về ăn cơm. Có gì chiều làm cử chiều các bạn. Này mình tạm chốt cử sáng. Nhưng mà cái cử sáng này là phải nói là quá quá thành công các bạn ơi. Hôm nay quýnh tàn là cá nấy không các bạn. Con nào con nấy rồi các bạn, để mình review cho các bạn coi. Hôm nay là đúng là cảm giác đầy mình luôn các bạn. Cá là bao cá luôn các bạn ơi. Các bạn hôm nay thì có nhiêu đây thôi, nhiêu đây là đủ rồi các bạn, không cần nhiều các bạn. Tại vì có nhiều nữa mình cũng thả là hết à, mình chỉ bắt những con cá to cá bự thôi các bạn. Đây, các bạn thấy hôm nay là cá toàn là cá nấy không nha các bạn, con nào cũng vậy. Nói chung hôm nay toàn là cá nấy không các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy đã ghê chưa. Rồi kết thúc buổi sáng tốt đẹp này nha các bạn. Anh em bạn bè coi nếu mà thấy hay thì cho Tám xin một like, một đăng ký nha. Rồi cảm ơn các bạn.